Hôm nay thì anh em tôi tiếp tục trở lại một clip. Không biết là hôm nay ăn cái gì nhỉ? Khả năng ăn hết mất rồi. Hết mất trò. À, hôm nay anh em ăn đồ nướng nhá. Đồ nướng tiếp nhá. Lại đã nhặt lá đóng bơ gì. Không phải đồ nướng như hôm nọ đâu. Chú yên tâm, hôm nay anh sẽ một kiểu làm khác. Anh em nhớ theo dõi hết clip nhá. Hôm nay anh em tôi lại tiếp tục đồ nướng siêu cay. Nhớ theo dõi anh em nhá. Giới thiệu với tất cả anh em nhá. Đây chính là cái bếp mà hôm nọ đặt mua từ nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ về. Nhưng mà thực ra là hôm nọ là nó chưa về đến nơi nên phải chế tặng cái lon bia để cho thằng em Quyết ăn đồ nướng. Thì hôm nay mới là về đến nơi này. Các bạn có thể nhìn thấy này, đây chính là cái máy hàn nhiệt để hàn ống nhựa nha các bạn nhá. Cái máy này nhiệt độ rất là cao này, tối đa là 300 độ và 3000 300 điện 220 này, cái này 3000 vô watt cái gì watt hay 300 độ nhiệt độ. Ừ, ba anh 300 độ anh em ạ. Đây là đây, điện của nó là 1500W. Điện cái này 1, mà nướng 500. Thì đảm bảo là thịt chín gọi là mê ly luôn anh em ạ. Bây giờ tí nữa là anh em tôi là sẽ thử nướng sẽ trên thử cái nhỉ? Máy hàn nhiệt này xem là như nào, anh em chờ xem nhá. Anh em nhớ theo dõi nhá. Đấy, chú có cái ăn ở đấy. Ok. Nào đi. Đây là nguyên liệu mà để làm đồ nướng anh ạ. Bây giờ tôi hái cái này là gọi là rau xà lách. Xà lách. Đấy. Để nguyên liệu để ăn đồ nướng anh em nhá. Rau toàn rau sạch nhà tự trồng nhá anh em. Rau nhá. Sạch nhá. Đây là nguyên liệu. Tí tôi chơi luôn này. Ăn luôn giữa vườn này cho anh em xem luôn. Giữa vườn này luôn. Anh em nhớ theo dõi. Hái ít lá để ăn đồ nướng cho nó ngon. Nhưng cái gì nữa anh ạ? Ớt. Cường bớt mấy quả ớt. Đã tí hành đi. Hành cướp vào nó ngon. Quay thử. Làm mấy quả ớt cho ấm người anh ạ. Đây. Rồi. Đây là những thanh niên ngu người nhất của nhóm Tứ Ca TV. Đây hái luôn mấy quả và một nắm vào. Nhổ mẹ cây ớt lên anh em. Nắm tí rau thơm thôi anh em. Rau chấm thịt chó mà ăn ốp. Chấm hay là ăn mẹ ăn mắm tôm đi nhỉ. Giờ đồ nướng muốn mắm tôm. Anh ngược đời quá. Thôi thế thôi. Thôi này thôi. Đủ chưa? Thôi mà mày hái nhiều ớt vào đâu. Nhiều ớt vào quên. Trời lớn rồi. Hái hết luôn đi. Hái hết ớt thì tịnh đấy. Trời, vỡ mồm. Ớt cà nè. Thế thôi. Ớt anh em nhá. Thôi, vào để chế biến thôi. Ướp thịt anh em ạ. Bây giờ vào đi ướp thịt anh. Bây giờ là rửa thịt rồi, ướp anh em ạ. Đấy, ướp bây giờ để chế biến. Chơi lớn luôn, phải ngầu luôn. Rửa sạch nhá, thịt lợn để rửa sạch nhá anh em nhá. Đổ thành không? Đổ thành không? Cho gia vị nó ướp khoảng độ 10-15 phút gì đấy. Thì ăn đảm đang. Đây anh em nha, lọ sa tế nhá. Lấy con dao trong phát. Rửa ít hành đi. Rửa hành đây. Này chơi hết lọ sa tế đi luôn anh em nhá. Siêu cay mà. Chưa lớn luôn. Hết rồi. Bây cho ít hạt tiêu vào anh em này. Hạt tiêu vẫn mới đẹp này. Thôi trò này ít thôi nó ăn nó vừa đậm này. Nó cay. Nó không phải là cay hẳn mà là ăn để nó ấy. Bây giờ cho
ít mục canh vào anh em ạ. Cho ít mì chính nhá. Nhiều ghê. Thôi, còn thiếu thì cho thêm bột ớt vào nhá. Trời, bột ớt luôn nha anh em ạ. Trên lớn nhá, ngày mai trên lớn anh em. Thôi, đủ tương đối là đủ rồi đấy nha. Bây giờ ngửi cái mùi đã nồng rồi anh em. Ươm nha. Đấy. Ướp đâu nha. Đây. Thái ra. Thái là ướp một quả luôn. Tôi phải sắt này. Đấy, ui dồi ôi, đỏ lom này. Này. Cho chưa? Đây. Đổ tất vào đây. Đây anh em nha, bây giờ tôi bóp hết nát những quả ớt này ra này. Nha. Đấy, đây chủ lên. Anh em có thể thấy là màu sắc của món thịt ướp này rất là đỏ, chứng đỏ là rất đỏ, là nhiều gia vị cay này anh em nhé. Sa tế này, rồi thì ớt này. Ui, cho tí tương ớt vào đi. Tương ớt toàn là những siêu cay vào. Đây. Không phải. Đây là tương cà. Cái đấy là bỏ đi, cho tương ớt. Đây. À, cho tí có màu thôi. Còn cái kia đủ cay rồi. Cho nốt rồi. Đấy. Ui dồi ôi. Mùi sọc được tận mũi rồi. Ui dồi ôi. Ăn chưa ăn nó ngửi thấy cay. Thề luôn món này cay đừng hỏi luôn rồi. Tôi nói thật đảm bảo với các bạn là cay. Rất là cay. Đấy bây giờ xong rồi anh em ạ. Bây xong rồi nhá. Đây nha anh em nhìn nha. Đỏ luôn. Xong rồi nhá. Bây để đợi ướp đợi ướp khoảng tầm 15 phút. Hoặc là 10 phút anh em. Sau khoảng 15 phút anh em ạ. Ướp thịt vào thì anh em tôi rửa rau và xếp rau ra để cho thịt vào để chuẩn bị món ăn anh em nhé. Đó, xếp rau. Rất đẹp. Rất và đẹp luôn. Đó, xếp nó phải đẹp mắt một tí anh em ạ. Thì món ăn nó sẽ ngon hơn. Đó. Rửa rau phải sạch, không sợ sâu nó vào. Có sâu thì tí nữa làm món thịt sâu nướng luôn. Ôi dồi, trời ơi. Sâu ngon. Đấy, anh em có thể thấy sếp nó phải đẹp mắt vào. Nhìn món ăn nó phải đẹp một tí. Anh em hiểu không? Nó ngon, nó sẽ ngon hơn. Nhìn vừa tầm mắt mình, ui nhìn, chưa nhìn thấy đã thèm. Nhìn thấy rồi, ui dồi, phê. Là phê. Quá đẹp. Đó. Làm tầm độ 2 đĩa đấy. Một đĩa nữa nhỉ. Lên nhà kiếm đĩa nữa đấy ở già này. Đĩa bên. Bây giờ đi này thôi. Đấy được. Xếp rau này được. Này rồi nhỉ. Đẹp hết đấy. Kéo tay em đùa đấy. Lại xếp đĩa này anh em nhá. Chơi này chơi đặc cấp.
Tí nữa thiếu rau thì mẹ ăn luôn tại vườn. Rồi nha. Thôi, có qua đây thôi. Thôi, đó, xếp thịt ra. Bây giờ tôi xếp thịt anh em nhé. Ổn miếng. Ai rồi. Cứ xếp vào giữa, tí nữa là gì nướng. Như nhà hàng rồi. Sau khi mà thanh niên Quyết, thành viên của nhóm Tứ Ca TV học nấu bếp nhưng mà không có nhà hàng nào tuyển thì anh đã quyết định là bỏ nghề và về để chế biến món ăn để lập kênh Tứ Ca TV. Và anh em xem thì nhớ ủng hộ. Anh em này, xem nhớ ủng hộ nhá. Biết đâu sau này thanh niên Quyết lại nổi tiếng, lại xin được việc. Sau này tôi ra tôi làm đầu bếp khách sạn 5 sao luôn cho anh em xem luôn nhá. Tôi hứa tôi làm. Tôi có băng rồi, chuẩn bị có băng rồi anh em ạ. Chuẩn bị có băng nấu ăn rồi. Đấy. Bề xếp cái đĩa thứ hai này. Gọi là quá siêu cay luôn. Đấy. Ngon đừng khỏi nghĩ rồi. Ngon đấy, nhìn đẹp mắt hết luôn. Từ từ, còn thiếu nữa. Thiếu. Cắt hành anh em ạ. Nhỏ rồi. Không cần nhỏ. Tí món rau này cho lên để còn tí còn nướng còn cho vào mà ăn chứ. Rau trên đĩa này chỉ có xếp đẹp thôi. Rồi tất nhiên phải có rồi. Nhưng mà thiếu mà. Nguyên cả chậu. Ăn luôn làm chậu đi. Rồi quá đẹp rồi anh em. Anh em nhìn nha. Ngon đấy. Ôi ôi, phê đừng hỏi luôn rồi anh em ạ. Phê đừng hỏi luôn rồi. Đó. Anh em nhìn thấy ngon không? Quá ngon luôn. Bây giờ anh em tôi đi ăn nhá. Đó, bây giờ đi nhá. Bây giờ anh em tôi đã chuẩn bị xong rồi anh em ạ. Bây giờ tôi sẽ bật máy khởi động để ăn nha anh em nhá. Chế biến đấy. Đây là những món ăn mà độc đáo nhất luôn. Nhóm Tứ Ca TV đã chuẩn bị này à? Chuẩn bị xong. Nhìn phê nhỉ. Được đấy. Anh em đang chuẩn bị thử bếp. Cho cái rau. 300 độ luôn. 300 độ cháy để mà nhỏ. Bọc đã. Thôi xong rồi. Cứ cho dầu vào tí là đi. Ấy ui chưa chi mẹ. Sủi ngọc à. Sủi cái này nóng mà. Đấy, anh em có thể nhìn thấy nhá. Anh em nhìn thấy nhá. Cho dầu vào và sôi luôn. Ôi. Em muốn có thể nghe được tiếng chèo nhá. Ôi. Ui, chưa chi vào cháy rồi. Vợ này cực là nóng. Ôi, luôn. Cho tí mỡ vào đây độn sột anh em. Cho nó ngầu. Cho luôn dầu vào cái thịt ấy. Thế rau tí khỏi thế. Đó, nướng cái này. Thêm 2-3 miếng. Đây là một thanh niên đang trực ăn, cầm đũa nhưng mà vẫn chưa có miếng nào. Thẻm quá anh em ơi. Thẻm rất dãi. Trộn nó lên. Quá ok luôn. Lấy cái tàu lá, ngắt tàu lá rong rồi tí nữa chín thịt cho ra đấy. Ăn máy này chắc phải chết chơi. Ba trăm độ anh em ạ. Các bạn nhìn thấy nhá, cái máy này rất là nóng. 300 độ.
Anh thấy mùi thơm lắm rồi. Vừa thôi màu khét cháy mất. Ui. Ôi, cái này phải để lửa, để độ nhỏ. Tôi thử miếng chưa? Đoạn thì ăn là được. Cuốn cái rau vào. Đấy, các bạn có thể thấy là cái này rất là nóng, nhiệt độ rất là cao. Cho thịt vào là chỉ một tí thôi là đã khô hết mặt rồi. Khô hết rồi anh ơi. Cháy luôn. Cháy luôn. Hai chú dùng là dùng máy anh vừa mới mua nhá. Dùng hỏng là bây giờ mà bảo hành là hơi mệt đấy. Kệ mẹ. Máy xịn mà. Quá xịn luôn. Để nhiệt độ thấp thôi anh em ạ. Không, cái này nó cháy nhanh lắm. Mùi thơm tối rồi luôn rồi. Thọc siêu cay. Thằng anh chín rồi, anh thấy thơm lắm rồi. Thấy kinh khủng luôn. Thanh niên này thì không làm gì nhưng mà chỉ chờ. Thằng này chỉ ngồi đớp thôi. Chỉ chờ. Bạn nhìn rõ nhá. Đây nha, nhìn rõ nhá. Thôi cho 150 độ thôi. Cho nhỏ thôi, không có cháy máy của anh. Rồi, ok. Cái chú dùng, cái chú phải giữ ấy. Tiếc xót hết cả ruột. Anh nói thật là anh em anh mới khoe, anh mới cho chú mượn dùng ấy. Thật ơi. Hôm nào anh mượn về nhà ăn lẩu phát nhỉ? Ăn đồ nướng. Cái này chỉ ăn đồ nướng thôi. Ngon đấy. Đây là món đồ nướng bếp hàn nhiệt, nướng tại vườn rau luôn anh em ạ. Địa bàn luôn. Muối sâu lên. Mấy thanh niên ngu người của nhóm Tứ Ca TV. Anh rất khéo tay và anh đang chế biến món thịt nướng. Mặc dù lần đầu mới được phá tơi của cái máy này nhưng mà nghe có vẻ là thanh niên Quyết này cũng rất là thạo, chắc là cũng bóc tem nhiều em rồi đúng không? Biệt ra nhưng mà chưa có người yêu anh em nhá. Nếu mà bạn nào chưa có người yêu, nhưng mà tỉnh chuyên... Gấu đi tỉnh Quyết này về làm đầu bếp cho. Gọi là chuyên gia bóc tem. Bóc tem rồi, bóc tem. Bọn nó bóc hết rồi. Thì tất nhiên là dùng xong nó phải dán vào, thằng khác còn bóc chứ. Bây giờ chơi toàn đồ cổ nhỉ. Thịt kín đáo. Được rồi đấy, anh thấy thơm rồi, thấy anh chín rồi. Chín thôi anh nhỉ. Thôi cứ cho vào đây, tí nữa dán một thể đã. Cho nó... Thôi dán luôn một thể đi, xong thì đấy, xong thì tí nữa ăn. Được, dán hơn một thể. Cái này nó nhanh thôi mà dán nhanh chín không gì. Tí là hết bình thường. Cũng xong rồi anh em ạ. Chín hết rồi. Chín hết rồi. Đấy. Đợi em 2-3 miếng này chín rồi cho ta ăn. Ui.
sản xuất từ lúc mẹ mệt hết cả người. Món này nướng nhanh không chứ? Hết mấy chai dầu rán rồi. Thôi được rồi đấy, nhìn rồi đấy. Chín rồi. Rồi tắt máy anh em ạ. Đấy. Bây giờ ăn đi. Nhìn ngon không anh em? Sau một thời gian đầu bếp Đình Quyết chế biến là đã xong khoảng độ 30 phút anh ạ. Thử làm miếng đi. Thử làm miếng em ngon không nhỉ? Nó tầm cỡ luôn. Cái đũa này. Không phải đũa đâu. Quá tầm cỡ luôn anh em. Mời anh em ăn nhá. Ngon. Không. Quá ngon luôn. Đây là thanh niên lười làm. Mời anh em nhá. Ngồi chờ cầm đũa chờ suốt. Thằng này lười thật. Ngon không? Ngon lắm anh ạ. Cái quá anh ạ. Vẫn chưa cay anh em ạ. Cho thêm. Ôi, hết rồi. Bé ăn thôi. Đánh chén thôi. Đánh chén. Ăn rau luôn tại vườn cho nó chất. Chất chua. Rồi anh em nhá. Mà ăn cái đấy to ăn cái này. Ngon rồi. Ngon. Công nhận ngon mày lắm anh em. Bếp này thậm chí nướng còn nhanh hơn cả là bếp lợn nướng anh em. Này công nhận là có tay nấu nướng. Không phải đâu, do cái bếp nó xịn thôi. Bếp này mấy triệu nhỉ? Hả? Mấy đô? Bếp này rẻ không mà nhiều mất công của mình đây Việt Nam không sản xuất ra được nên phải nhập khẩu. Đúng rồi. Thì phải mượn về làm nồi lẩu. Nào, có thuê thì cho thuê thôi. Thế rồi em về mượn tối mượn bọn anh ăn rồi dưỡng nhá. Nhưng mà phải... Mày, có anh không nhỉ? Bạn... Đóng mời anh gái. À? Thế thôi trả cho mượn. Đóng mời anh. Công nhận là nướng cái này là rất ngon luôn anh em ạ. Quá ngon luôn. Không chê được vào đâu luôn. Đấy nhá. Anh em nào có cái máy như thế này ấy, mang ra thử nghiệm luôn. Mang ra thử nghiệm luôn cho xem luôn. Sẵn vặt hết vườn rau của Tứ Ca. Đây vườn rau hoàn toàn sạch của Tứ Ca nhá. Anh em có thể mua rau thì ra gọi điện Tứ Ca rồi. Vườn rau này là do anh em Tứ Ca TV tự trồng để quay clip nha các bạn nhá. Đây kiểu như là phim trường ấy. Cay quá. Thế mà vườn này mày bảo không cay. Lúc nãy chưa đủ cay. Cái quá. Ông ơi. Thanh niên này à. Nào chán thôi à, ngồi chờ suốt từ đầu giờ. Có cay luôn này không? Khóa lắc cay luôn. Công nhận món này, đồ nướng này rất ngon luôn này ạ. Tao no mất rồi, mày ăn hết đi nhá. Mày ăn trắng hết rồi này. Nhưng mà mày cảm giác mày thế nào? Mày thấy anh nướng ngon không? Không đảm nổi. Cảm ăn đồ nướng của anh đi nhá. Lần sau nướng thêm mâm nữa nhá. Lần sau nướng cho mày hẳn một mâm. Một mâm khổng lồ luôn nè. Có thể là mua thịt voi, nướng thịt voi luôn em ạ. Lần sau mua thịt người được. Ôi đừng nướng thịt người. Rồi bắt chết thôi. Nó
No rồi anh em ạ. Đã hết mẹ mà. Nửa cân thì đó. Chung là món này là tuyệt vời. Tuyệt vời anh em nhá. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Nghìn like luôn. Anh em nào thấy video này hay hãy nhớ like và share và đăng ký kênh ủng hộ anh em tôi nhá. Bấm đăng ký kênh, bấm chuông bên cạnh để ủng hộ anh em tôi. Nếu anh em có ý tưởng mới thì hãy comment ở dưới để ủng hộ cho anh em chúng tôi nhá. Anh chứ mày không giả tao cái máy à? Anh cho em mượn máy tối về mời bọn làng ăn. Nên... Ăn đồ nướng á. Tiện thể thế, sử dụng cẩn thận, giữ gìn cho anh nhá. Thôi, đi về nhá. Chào mọi người nhá, chào mọi người nhá. Về đây.